Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của Nguyễn Store. Và chắc hẳn bạn vừa thấy mình đang đọc một quyển sách đúng không ạ? Không, câu trả lời thực ra đây không phải là một quyển sách, và đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Lenovo và thuộc dòng ThinkPad. Và nó đâu ở đây, nó đây, đây ThinkPad đây. Và đây là sản phẩm ThinkPad X1 Tablet Gen 3. Đó, các bạn ở thấy đây, chúng ta sẽ có một chiếc máy tính. Nhưng nó không chỉ là một chiếc laptop bình thường như các bạn đang thấy ở đây, mà nó còn có thể biến thành một chiếc tablet. Đó, rất là dễ dàng đúng không ạ? Vâng, và trên chiếc tablet này thì chúng ta sẽ có cảm biến vân tay này. Chúng ta sẽ có camera sau này, nằm ở đây, nằm ở vị trí này. Và chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C này, và dắp tai nghe 3.5 này. Đó, và tăng giảm âm lượng này, cũng như là khe tản nhiệt và ngút nguồn. Đây, mình bật lên cho các bạn xem này. Đó, đây, đây chính là sản phẩm của chúng ta, ThinkPad X1 Tablet Gen 3. Cấu hình của sản phẩm thì bao gồm là con chip Core i5 8350U 4x8 luồng, tiết kiệm điện, các đồ họa onboard UHD 620, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB. Và cái tablet này thì nó có rất nhiều điểm đặc biệt. Ví dụ như là chúng ta có thể dựng ở đây, chúng ta không cần mua thêm ốp, không cần mua thêm phụ kiện ở bên ngoài. Đây, dựng lên rất là đẹp. Đó. Và cái đế dựng này của sản phẩm cũng có thể để biến nó thành chiếc laptop khi mà chúng ta lắp bàn phím rồi. Nó lắp bàn phím rất là dễ dàng đúng không ạ? Đó. Đây, gập ra gập vào này. Đó, vô cùng là mỏng nhẹ. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đó, bạn nhìn cái phần bàn phím của nó này, cực kỳ là mỏng luôn. Thậm chí là nó còn mỏng hơn cả một cái dây đồng hồ bình thường ấy. Đấy là theo mình cảm nhận nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn là sản phẩm này sẽ có gì nổi bật. Đầu tiên, đập vào mắt mình, đấy chính là màn hình có độ phân giải 2K+. Và một độ phân giải màn hình mà cực kỳ sắc nét và có thể giúp chúng ta là giải trí này, xem phim này, cũng như là các bạn có thể vẽ đồ họa ngay trực tiếp trên màn hình, bởi vì đây là một chiếc màn hình cảm ứng. Đó, các bạn thấy không? Đây là một chiếc màn hình cảm ứng này. Chúng ta có thể cảm ứng mở mọi thứ này. Cảm ứng nó gần như là rất là mượt mà này. Đây, mình sẽ... Đây. Đó, các bạn thấy không? Cảm ứng nó rất là mượt mà. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần âm thanh và loa đi. Xem màn hình 2K+ này. Kích thước là 13 inch này. Thì... nó sẽ mang lại trải nghiệm của chúng ta như nào nhé. Rồi, như các bạn có thể thấy đây, sản phẩm ThinkPad X1 Tablet Gen 3 có một cái kích thước màn hình là 13 inch với độ phân giải là 2K+. Vậy thì trải nghiệm màn hình sẽ như nào? Trước khi đi đến trải nghiệm màn hình thì mình sẽ nói về độ bền của màn hình đi. Màn hình được sử dụng tấm nền IPS đi kèm với đấy là bảo vệ bởi tấm kính cường lực Gorilla Glass, một thương hiệu kính cường lực cực kỳ nổi tiếng trong các sản phẩm thiết bị di động, tablet hoặc là những cái sản phẩm điện thoại di động. Và các hãng hiện nay, các hãng lớn như hãng A này, hãng S này, hay là hãng M này thì đều dùng đến kính cường lực Gorilla Glass hết. Và các bạn cũng đủ hiểu độ bền của sản phẩm này nó sẽ lớn như nào, và nó luôn luôn là cái độ bền là luôn luôn nó là cái thương hiệu của dòng ThinkPad rồi, cũng như là đi kèm đó là một cái điểm nổi bật nữa chính là bàn phím thì mình sẽ nói đến sau. Rồi, bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm màn hình này. Mình sẽ bật màn hình, mình sẽ bật một cái video 4K lên cho các bạn xem. Chúng ta cùng đi đến cái phần trải nghiệm màn hình này. Đó, màn hình có độ phân giải là 2K+, 13 inch, đem lại sự hiển thị rất là sắc nét này. Màn hình có độ tương phản cao này, màu sắc thì trung thực, rõ ràng. Đấy, màu sắc thì rất là có chiều sâu và nó mang đến cho chúng ta là một cái hình ảnh, một cái trải nghiệm chân thực nhất về mặt hình ảnh. Đó, mình sẽ để cho các bạn theo dõi này. Đó,
các vùng sáng tối này hay là các vùng màu nó được chia tách một cách rõ ràng, độ hiển thị nó sắc nét đến từng chi tiết. Và với màn hình này mình không có gì để chê, bây giờ chúng ta sẽ đi đến trải nghiệm loa đi. Rồi, về mặt chất âm thì mình đánh giá sản phẩm này có một chất âm trong trẻo, rõ ràng. Tuy nhiên thì loa của sản phẩm hơi yếu. Và theo đánh giá của mình thì sản phẩm này nên cải thiện hơn một chút về cái phần loa. Loa ngoài của sản phẩm thì là hơi bé. Và ví dụ như là nếu mà mình cầm quay ngược lại này, đó, quay ngược hướng cái phần loa về phía mình ấy, thì nó sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên là cái độ phủ của loa, cái độ phủ của âm thanh nó sẽ không lớn. Cái âm lượng của loa nó cũng không lớn. Tuy nhiên thì bù lại đó thì chi tiết của âm thanh, độ trong của âm thanh thì sản phẩm làm rất là tốt. Chỉ duy nhất một điểm yếu là loa hơi bé. Thì sản phẩm này phù hợp với các bạn là cầm giải trí hơn. Rồi, vậy là xong phần màn hình và phần âm thanh. Bây giờ mình đến trải nghiệm bàn phím đi. Rồi, với mình thì đây, mình sẽ xoay ra cho các bạn có thể quan sát được này. Đây, khi mà chúng ta lắp bàn phím vào thì bàn phím được kênh lên một góc khoảng 10 đến 15 độ thì giúp cho chúng ta thoải mái hơn trong vấn đề là soạn thảo văn bản, cũng như là chúng ta có thể thoải mái hơn trong việc là kê tay chúng ta làm việc trên sản phẩm này. Và sản phẩm thì luôn luôn là đã thuộc dòng sản phẩm Thi Pháp thì không thể thiếu một cái bàn phím đặc trưng với độ nảy lớn này. Đó, độ nảy lớn này chỉ phím sâu, phím bấm thì rất là sướng, rất là lay, khoảng cách của các phím rõ ràng, không bị đè nốt khi mà chúng ta bấm, đầy đủ cả phím mũi tên. Tuy nhiên thì sản phẩm này đang thiếu là phần bàn phím số. Rồi, về phần top bát thì trên bàn phím đi, thì nó luôn luôn là đặc trưng của dòng phím top, là chúng ta sẽ có một cái joystick để di chuyển. Rồi, đến phần bàn phím thì top bát của sản phẩm nó rất là mượt mà, chúng ta có thể thấy được đâu đó. Trên top bát thì dạng đặc trưng nữa của dòng sản phẩm phím bát đấy là có phía trái phía phải phía giữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử mở ra vài cửa sổ để xem là cái việc của bút chạm của trên top bát nó sẽ như thế nào, đúng không? Rồi, đó, đây là hạn, đây là chuột này, gì rất là dễ dàng này. Rồi, bơm một cửa sổ đang nghiện này, đó, rất là mượt mà, đúng không? Rồi, mình bút ba ngón nó rất là mượt mà. Rồi, về mặt cấu hình thì với van 8G và chip Intel Core i5-4x8 luôn, bộ nhớ SD256GB thì mình nghĩ với các tác vụ văn phòng, tác vụ làm việc bình thường, sản phẩm đáp ứng rất tốt. Về thiết kế thì sản phẩm cực kỳ mỏng nhẹ, đa năng, có thể tháo rời ra làm một chiếc máy tính bảng, một chiếc tablet, có thể sử dụng ở mọi nơi và có thể mang theo mọi lúc. Và về thiết kế thì rất giống một cuốn sách, nó giúp cái phong cách của chúng ta nó sẽ khác hơn khi mà chúng ta cần những con laptop khác. Còn đây cũng là một cái thiết kế mình đánh giá là rất là hay. Rồi, tiếp đến về phần khả năng gọi là về phần thực dụng đi, thì trước giờ các dòng sản phẩm Thinh Bát thì luôn luôn là mang tính thực dụng, thì sản phẩm này cũng vậy. Đầu tiên là luôn luôn mang tính người bảo mật này, trong tay này, rồi camera trước, camera sau này, rồi màn hình người ba inch, độ phân giải 2K+, thực dụng về phần trải nghiệm này, bàn phím rất sướng này. Rồi, với mình thì ngoài vấn đề là loa hơi nhỏ và pin của sản phẩm thì cũng chưa hẳn là tốt, trong quá trình trải nghiệm thì pin chỉ đã ở mức trung bình. Thiết kế là sản phẩm này còn vấn đề nữa, bởi vì sản phẩm rất là ngọt, mình đây thì chỉ khoảng độ khoảng độ 5 đến 10 mm thôi, chưa đến 10 mm. Thì sản phẩm có một điểm yếu ở đây chính là khi mà chúng ta làm việc nhiều hay là làm những công việc liên quan đồ họa thì mặc nhiên của sản phẩm này nó rất là nóng. Đây, cái phần này của sản phẩm này mình đánh giá là nó nóng lên rất là nhanh, đặc biệt là cái vị trí này.
Đó thì với các bạn thích nhẹ nhàng này, thanh thoát này, lịch sự sang trọng này, và khi mà cầm bên ngoài là có khi là nhiều người nhầm tưởng đây là một quyển sách ấy. Đó các bạn thấy không, rất giống một quyển sách đúng không ạ? Đây mở ra mở vào đó, rất giống một quyển sách, rất là sang trọng, rất là lịch sự, mỏng nhẹ đó, độ bền cao đến từ dòng thương hiệu ThinkPad của Lenovo rồi. Và trên đây là toàn bộ những cái trải nghiệm của mình với sản phẩm ThinkPad X1 Tablet Gen 3. Và nếu như các bạn có thắc mắc này, hay là muốn tìm hiểu thêm sản phẩm thì hãy liên hệ với fanpage của Ngọc Nguyễn Store hoặc qua trực tiếp Ngọc Nguyễn Store để có thể trải nghiệm sản phẩm một cách chân thực nhất. Và nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên bấm like, share, subscribe cũng như nút chuông đăng ký ở bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ Ngọc Nguyễn Store cũng như là những chương trình khuyến mại lớn nhất đến từ Ngọc Nguyễn Store. Và xin chào và hẹn gặp lại.